những con giáp này dù cuộc sống hiện tại khó khăn họ cũng sẽ không lơ là việc giáo dục đưa con cái trở thành người có triển vọng tuổi dần những người tuổi dần thường là những người có khả năng học tập nhanh và làm việc gì cũng cố gắng hết mình bởi vậy dù người tuổi dần khi sinh ra không phải người giàu sang nhưng họ sẽ sống hết mình để có cuộc sống sung túc hạnh phúc người tuổi dần đặt nhiều hy vọng vào thế hệ sau của họ họ chăm sóc và dạy dỗ cẩn thận để chúng trở thành người tài có ích cho xã hội. Chính sức ảnh hưởng của người tuổi dần sẽ là động lực cho con họ phát triển trong tương lai và có cuộc sống thành công. Tuổi Tý. Người tuổi Tý là người nhân hậu, yêu chính nghĩa, thích đấu tranh chống lại những bất công trong xã hội. Bởi vậy họ cũng có xu hướng đi ngược những quy tắc trong nửa đầu của cuộc đời, dễ vượt quyền và khá bất cẩn. May mắn thay kể từ sau khi có con cái, họ cũng suy nghĩ thận trọng hơn và xử lý mọi việc khéo léo, mềm mỏng. Những đứa trẻ sinh ra mang theo may mắn cho người tuổi Tý, chúng thường có tài nổi bật trong một lĩnh vực là người thông minh khôn ngoan. Người tuổi Tý thực sự may mắn khi con cái họ rất hiếu thảo và đặc biệt có triển vọng tươi sáng. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất thường là những người có tính cách giản dị, chất phát, chân thật, coi trọng tình cảm không nặng vật chất. Vì vậy họ thường gặp khó khăn trong những bước đi đầu đời, nhưng nửa đời sau sẽ rất hạnh phúc. Người tuổi Tuất là người có lý tưởng và rất chăm chỉ khi đã có mục tiêu thì họ sẽ cố gắng hoàn thành. Người tuổi tuất thành công muộn nhưng thường vững chắc và họ không ngại chia sẻ giúp đỡ mọi người. Giống như cha mẹ mình, con cái người tuổi tuất đa phần không quá không ngoan nhưng là người phúc hậu, chân thành nên thường được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi. Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Theo Baudati